để nhận trước, cho con biết được con phải xây chuyển người đó làm việc đó như thế nào, làm cái gì, nghĩ làm sao. Ừ, nói vậy thôi. Như vậy thì đó là những người chư thiên, chư vị, chư thần đã dùng, tức là quyền di để thần, làm nên cái thần thông, coi như là để làm ra cái hồ đây, cứ gọi là hồ đá xỉa. Mọi người ơi, thật sự quan rất là sợ đi, đây là mọi người thấy không, rất là treo leo luôn. Đây là một cái đầu của một vị hắc xà, hiểu không? Của lớp da, coi tế bào của mình đang sống á. Nguyên thủy, nguyên bản là coi như cổ cốt của mẹ địa mẫu đó các người ơi. Thì cách hang chiến sĩ khoảng 100m thì chúng ta sẽ tìm đến hồ đá xẻ, và nó cực kỳ đẹp tại cái khu vực này. Thì mong là quan sẽ gửi đến một cái nơi đặc biệt của mẹ Tây Lầu, đó là hồ đá xẻ, vì nước rất là lạnh luôn và rất là đẹp luôn. Bây giờ mọi người sẽ tham quan cùng quan nhé. Thì đi từ xa tới á, mọi người có cảm giác là nghe cái tiếng thác rất là lớn đúng không? Nghe tiếng từ ở trên đổ xuống á. Mùa này là mùa nắng nha mọi người, nhưng thác vẫn đổ ầm 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 vậy đó. Nếu mà mưa là bích hết chỗ này luôn. Nước rất là trong mọi người ơi, rất là trong luôn. Wow. Dạ con sẽ qua bên kia. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây là một tảng đá được chẻ ra làm hai như thế này và tách biệt, và phía trên là nước đổ xuống. Đây là cái sự sắp đặt của thiên nhiên chứ không có sự đạo dựng nào hết, và đó là một cái điều rất là đặc biệt. Thì được nghe nói là khi mà tắm nước ở dưới đây á thì mọi người sẽ khỏe hơn, được rửa sạch hơn, được trong lành hơn để tiếp tục đi lên cái chặng đường phía trên là thăm mẹ Tây Lầu, là như vậy. Qua đây nha, ở đây tắm hả chú? Ở dưới đập cái bãi đá nha, nước trong lắm mọi người, cho mọi người xem nha. Nước trong lắm. Thôi, em như nước đá vậy đó. Đẩy vô lạnh nữa. Ồ, nước lạnh lắm mọi người. Đẩy như nước đá vậy đó. Đẹp quá nè, một khung cảnh đi phía dưới nè. Thật đó là cái cảnh hồ này có người làm. Bàn tay người làm. Coi cho kỹ coi. Nó có cái dấu mài từng sáng, từng dấu đàn hồn. Chứ không phải là nó coi như tự nhiên gì đâu. Mà thẳng từ ở dưới đó lên thấu trên chỗ bè người luôn. Bè người luôn. Thẳng băng lên trên đó luôn. Thẳng luôn, ở dưới đấy là nó đi miết thẳng lên trên đó luôn. Như vậy thì đó là những người chư thiên, chư vị, chư thần đã dùng, tức là quyền di để thần, làm nên cái thần thông, coi như là để làm ra cái hồ đây, cứ gọi là hồ đá xỉa. Thấy không? Còn một cái nữa là coi như là kêu là hồ đây là hồ hẹ, một cái hồ thượng nữa. Hồ thượng nó nằm bên Hồn Ông à. Nằm bên Hồn Ông, dưới chân Hồn Ông, mà dưới chân Hồn Ông lại có một cái ao gọi là ao bè. Wow. Cái ao bên đó là rất là tròn, rất là ngộ nghĩnh. Anh có thể dẫn em vào bên đó. Nếu mà đi bên đó là không đi đường này được, mà phải đi đường dưới lộ kia, đi bọc qua bên kia đi qua. Dạ, tức là phải đi một cái con đường khác. Đúng rồi, đúng rồi. Kia, tại bên kia là cái thượng nguồn. Đúng để rồi. Chảy xuống mẹ Tây Lầu, từ mẹ Tây Lầu tới chảy xuống cái hồ đá xẻ này. Quá hay luôn, đó là một cái dòng mà của cái dãy núi của Khánh Hòa mình ha. Có cái đây là gọi là tục danh của Hòn Lớn. Hòn Lớn. Ừ. Hòn Lớn mà trong đó là có Hòn Ông, mà là có ao bà. Ao bà. Rồi có coi như là hồ đây là gọi là hồ Hạ. Hồ Hạ. À, trên đó là hồ thượng. Dạ. Yeah. Ừ. Hồ Hạ thì có tên gọi thường để người ta biết đến gọi là hồ đá xẻ. Hồ đá xẻ. Dạ. Là cái tục danh của cái cục đất này bên này. Dạ. Còn bên kia là coi như cái tục danh bên kia là gọi là ao bè Hòn Ông. Dạ. Nè. Mà mấy khoảng coi như là 20 năm trước á, nếu mà thường thường mà vào một ngày rằm rất là tốt á, là dạ, từ Hòn Ông đó bè phải về dưới Hòn Hèo. Dạ. Bè về bè ngự lãm ở dưới Hòn Hèo một lần. Cho nên là ở dưới đó nó có một cái cây trầm hương gọi là trầm hội đó. Yeah.
ở trên này có một cây, ở dưới đó có một cây mà không lấy được, không có ai mà lấy được. Ở đâu, chỗ nào? Ở dưới này nè, cái núi này ở ngoài đường mình vô, mình dòm thẳng vô cái núi đó đó, đó là kêu là hòn heo. Yeah. Còn ở trên này là hòn ong. Yeah. Nếu mà không có chú mà chia sẻ thật sự, một số bạn cũng không hiểu được, hay một số cô chú anh chị là huynh đệ khắp mọi miền đất nước sẽ không biết về câu chuyện nơi đây. Đúng tại rồi. Vì con cho đó là những cái sự may mắn của con, có duyên giữa con và chú. Chú mới thể hiện và chú chia sẻ sâu như vậy. Tại nếu mà không gặp đúng cái thổ địa nơi đây thì chưa chắc gì biết được câu chuyện này. Mà không ra phía trước mặt mọi người á, người ta gọi là cổng thiên môn. Thì vì sao? Vì đơn giản là hai cái cây nó mọc hai cái gốc khác nhau và nó nối lại với nhau bằng một cái rễ cây như vậy thì ta gọi là như vậy thôi. Còn liên quan thì Quang thấy là cũng khá là thú vị, khi mà bước đến hồ đá xẻ thì mọi người sẽ gặp cái cây như thế này. Ồ, rất là hay luôn. Từng nơi Quang đi qua đều có những câu chuyện, đều có những cái hay ho, đều có những cái huyền bí mà đến đây Quang muốn là khám phá từng chi tiết như vậy để những ai đi sau này á có thể là biết được và có thể tham quan những cái chi tiết này nhỏ thôi, nhưng mọi người có thể thấy được những cái điều thú vị của nơi đây. Cái bãi đá này rất là rộng luôn mọi người, rất là lớn luôn. Nước ở trên thì đổ từ phía trên xuống đấy đó, đứng ở đây thì mọi người có thể là nhìn thấy được là nước từ ở trên phía trên thượng nguồn ở trên đổ dài xuống như thế này, và rất là nhiều đoàn đến đây để tắm. Và tắm rồi và nước rất là lạnh, lạnh như là nước đá luôn, mà đụng vô là răng răng người, rất là lạnh luôn mọi người. Tại vì đây là suối, mà suối từ ở trong lòng núi, mà thật sự cái mùa này là mùa nắng nha, nhưng mà suối vẫn có luôn. Nếu cái mùa mà mùa mưa ha, mà nghĩ là nguyên cái khu này là ngập hết luôn. Đi dắt đây đây. Mọi người ơi, thật sự Quang rất là sợ đi. Đây là mọi người thấy không? Rất là treo leo luôn. Bắt bà già dắt đi. Không coi như được không? Không coi như bằng từ bà. Từ từ cháu ơi. Đây, đây. Đây, lên chưa? Chưa lên nữa. Đây, đó. Đây, đây, đây. Đó, lên chắc con lên đi. Chắc là treo leo luôn mọi người. Đây, đó. Mới nhá không? Ta mô như Phật. À, vâng. Ngồi với con nghe. Vâng. Rồi, ngồi đây nói chuyện luôn nè. Một phần tư cái đỉnh của cái thác thôi. Một phần tư của cái thác đá xẻ. Dạ. Còn gọi là hồ đá xẻ đúng không? Tên của nó là đập danh đời. Quá đẹp luôn nè ha ha cô. Dạ. Rồi đứng ở đây mà quay lên kia có cái thơm nè. Đó đó. Đó. Cái thơm kìa, cái thơm à. À, đây anh kia. Đó, 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 thơm đây mọi người thấy không? Cái vực rất là xa, con đứng ở trên đây con nhìn xuống. Cao lắm. Cao lắm, cao lắm. Chóng mặt luôn á. Đúng rồi. Đó đó đó. Rồi. Nói chung là biết sao không? Đứng trên đây mà nhìn xuống á, nếu mà người không đủ duyên á nhìn chóng mặt, chóng mặt lắm, chóng mặt lắm, đằng nó cao. Cao quá cao mọi người, Quang đứng trên đây mà Quang còn sợ. Quang quay lại cho mọi người xem nha, Quang đứng cao như thế nào nha. Đây. Đó, cho mọi người thấy được là con với cô là bây giờ bữa nay là ngồi đây để tâm sự kể về cái gọi là cái thác đá xẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây thật sự là nó cao lắm mọi người. Đây là nhìn nè. Đây là một cái vực luôn nha. Thấy cái thơm ra là mọi người biết cái thác. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đi ở trên đây cũng có duyên lắm. Con mấy cô mới trèo lên tới trên đây mà ngồi ở đây mà quay phim. Tuyệt vời lắm mọi người ơi. Thật sự ngồi trên đây mà quay phim nói chuyện như vậy là một cái duyên lắm luôn á. Tại vì Quang mà con nói chuyện mà con còn rung rất là sợ. Tại vì Quang cũng một phần sợ độ cao. Đây nè, bà già này dắt đi nè. Không có bà già dắt đi là không đi được luôn. Bà già dắt đi đó. 60 tuổi rồi, khỏe lắm. Nói chuyện là cơ không nha, cơ điển không đó nha mọi người. Mà tại vì chưa có mở, chưa có nói được đâu. Chứ cơ điển không đó. Không dám đâu, muốn được quay mắt sợ nha. Cái này có nhiều huyền ảo lắm. Đúng rồi. Tại vì em biết sao không, nhân vật ẩn hình. Dạ. Yeah. Tất cả ở nhiều nơi, đâu đâu cũng có anh hùng, mà đâu đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Đúng rồi. Núi này cao còn núi cao hơn nữa. Chứ là không dám nói quá nhiều, nói ở mức độ dung hòa thôi. Dung hòa, đúng rồi, thiện cảm dung hòa. Để có những thước phim chân thật là phải như gì đó mọi người ơi. Không. Sợ quá. Nó môi mà. Cao quá. Cao quá cô ơi.
chờ con xuống. Chỗ này là thác rồi nè, được cầm ra bước xuống đây. Rồi 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 rồi. Chỗ này là thác rồi, bước theo cái đây nè. Rồi cầm cầm coi. Đưa đây, đưa đây. Rồi. Trời mày yên trí đi. Bước đây được không? Được. Bước đây được không? Được. Đi được không? Đi được không? Bước xuống, đi nước, bước vô chỗ lỗ nè. Từ xa xưa đến giờ, hồ đá xệ rất là linh thiêng, rất là vườn diệu. Ngày hôm nay là giống như chúng ta được nhân gian huyền ảo mà trở về với là cái đất khách quê xưa của núi rừng hồn thiên sông núi. Quá hay. Bởi thế cho nên tôi mong rằng tất cả các quý khách đạo hữu gần xa, đông tây nam bắc, chung là một nhà, cùng chung cha mẹ tổ thầy quy về hồi tụ nơi này được bình an, sống trong muôn thở được giàu sang, biết kẻ đối người rét phải chia sẻ rõ ràng tình thương. Đó là vốn dĩ là đạo tràng dân hương tâm đăng tỏa sáng mười phương mới chứng đàn. Phật pháp thánh tăng hòa trong nhân đạo, hữu nhân tình hiện hữu ở thế gian, đâu đâu cũng có Phật pháp rõ ràng, đông tây nam bắc cũng được Phật dẫn đàn mà tu. Con coi, đừng tạc, Nam Mô Di Phật. Dạ. Đá này rất là trơn nha mọi người. Mọi người ơi, thì hiện tại Quang đang đi tìm một nơi gọi là cung cô, mà không biết là cái cung cô ở đây có gần hay không. Thì hiện giờ đoàn đã nghỉ trưa và có người thì đi tắm, thì chỉ mình ên Quang gọi là chinh phục cũng như là đi xung quanh cái ngọn núi này để tìm hiểu về những cái nét đặc sắc tại nơi đây. Đi trên con đường này giữa buổi trưa, giờ này là khoảng 2 giờ rưỡi trưa rồi, cho nên là cảm giác cũng khá là thú vị mọi người ơi. Nếu mà có duyên hãy đến với mẹ Tây Lầu và chinh phục cái núi Phụng Hoàng này, cũng có những cái điều rất là hay về những cái vị cao nhân chia sẻ và những câu chuyện rất là thú vị, cũng như là từng nơi, từng địa điểm, từng cục đá, từng thác nước đều có những cái sự tích gửi cho chúng ta về cái không gian, về vũ trụ nó đặc sắc lắm. Và những người miền Trung sẽ chắc chắn mở ra một cái điều khá là thú vị tại nơi đây. Tại vì có những bạn đến đây rồi nhưng mà cũng chưa biết được là sâu sắc tại vị trí này nó như thế nào. Rồi, bữa nay có duyên với chú Trường ghê ha, ngồi chia sẻ rồi cuối cùng cũng tính là không biết có hội ngộ hay không, cuối cùng cũng lại hội ngộ. Không hiểu sao luôn. Mọi người đi tắm hết rồi, có một mình thôi, không tắm, cái tự nhiên suy nghĩ đi quay vòng vòng chơi, cái tự nhiên gặp cô, ngồi bắn nước. Mấy khi mà được như vậy? Dạ đúng rồi, cơ duyên mà. Con đi những chỗ kia vậy đó, mấy cô chưa không tin, chứ con những cái chỗ đó con trải qua con hiểu hết. Thực tế thì cũng không có đâu. Cái này là để nhận cái sự sắp xếp. Tức là con nói cho, để cho mọi người hiểu là, tức là con không biết trước đây, tức là quá khứ, hôm qua, hôm kia là chú cũng đã nhận được một cái điển về là có thể là giúp thằng cháu này hoàn thành đúng không? Để nhận trước cho con biết được con phải xây chuyển rồi đó.
làm việc đó như thế nào, làm cái gì, nghĩ làm sao. Đó vậy thôi. Chứ còn ngồi đây không biết gì hết. Tính ra riêng bản thân này nó cũng không biết gì hết, không biết làm gì và đi đâu, về đâu thì về và đi đâu thì đi. Chào cô. Xuống núi nè. Dạ. Chơi đi vòng vòng. Xe tới đây thôi ha. Được đưa đón được tới đó. Bỏ ngựa. Rồi. Con phải đi. Đi bằng chân vô. Tại vì mấy chục năm là gánh bộ. Rồi cái tốt, giữa cái tốt với cái xấu. Tốt thì chỉ có một, mà cái xấu lại nó nảy nở lên tới 10. Rồi lâu lắm rồi sẽ bắt đầu bẻ chuyển cho một cái con ngựa sắt này, đỡ bớt cái chân con đi. Cũng là một cái hay ha. Cái chân của con bây giờ nó đã yếu rồi. Dạ. Yeah. Con không còn coi như gánh vác nặng cho đệ tử của mẹ nữa. Cho con một con người sắt đó con chở, con chiên, con đưa, con rước. Cho cái con của mẹ về đây em hiểu, học hỏi, đỡ tiến hóa. Thấy không? Dạ. Vì cái con của mẹ ở trần á, nó rất là mù mờ, nó ngu mơ gì cái vấn đề coi như là bị ngủ ma nó dắt đi. Nó tham vọng, rồi nó ghen tị, rồi nó đấu đá, nó chém giết lẫn nhau quá là nhiều. Nhưng chưa có được mấy ai mà được giác ngộ, đúng không? Nhưng mà gặp được một cái duyên lành mà giác ngộ rất là mừng, rất là thích. Tại sao? Con đã gặp một cái duyên biết đạo, hiểu được đạo, làm được việc mà con không xây chuyển thì con phải bị đòn, đúng không? Dạ con hiểu quá. Nhưng mà con bị đòn bằng cách nào? Ai khảo, ai đánh con, ai che con thì con tự mà con hiểu, đúng không? Cái đường xuống cũng xa hả chú ha? Đúng rồi thầy. Nếu mà từ dưới lên trên á thì mình rẽ trái là tới gọi là thác cung cô hay còn gọi là thác đá bay. Thác bay. Còn nếu mà đi thẳng là mình lên trên mẹ Tây Lầu. Dạ. Giờ là Quang đi xuống để Quang tìm hiểu tại cung cô. Mà tập danh là thác bay. Thác bay. Thác bay là nó đẹp. Đẹp. Mọi người thấy cái đường đi xuống không? Cũng khá là thú vị ha. Tức là những cái đường này là những đường mòn của người dân mình đi. Chứ thật sự nếu mà không có người dắt thì không đi được hả chú ha? Không biết. Không biết ngã đi. Nếu không có người đi dẫn thì không có biết ngã đi. Dạ. Yeah. Hồi lắm con người bữa nay nó xâm chiếm hết tất cả. Mà nếu bây giờ mình còn cơ hội để mình đi qua như vậy á chú, thì sau này chưa chắc gì nó còn những cái kiểu như vậy để làm. Đâu nay mai thôi. Dạ. Lắm đâu. Mọi người thấy không, đây là những cái thước phim đầy những cái kỷ niệm. Mà nếu không làm thì không có cơ hội để làm. Không còn cơ hội. Dạ. Chú ơi, đẹp quá, cái tảng đá quá to luôn chú. Quá đẹp luôn trời, cái khung cảnh ở đây mà nếu mọi người phải có cái dịp đến đây mà gặp chú Trường nghe, có duyên thôi nghe, tại vì chú Trường là không phải ai cũng có thể mà gặp như thế này, cho nên là nếu mà có duyên đến đây mà gặp chú Trường mà dắt đi như thế này thì tuyệt vời. Khó đi lắm mọi người. Mà vừa đi vừa nói mà vừa quay phim nữa chứ. Từ từ. Dạ.
đã đưa lên cho nó đầy đủ cái ý nghĩa. Dạ đúng rồi, dạ phải cho nó đầy đủ hết, làm cho nó tới nơi tới chốn. Đúng cái quyền duy của tâm linh. Dạ đúng rồi. Còn mình làm một khoảng nào đó thì họ chưa có hiểu được, tức là coi như là họ dòm qua là họ chưa có hiểu được một cái vấn đề gì, không? Dạ. Nhưng mà phải đó là làm sao cho nó trọn, nó vẹn, coi như nó đủ một cái clip để cho con người xem nhận được và hiểu được, giác ngộ ra. Dạ. Chứ có những phần nó giác ngộ cao lắm nhưng mà nó không có điều kiện, nó không có đến được thì rất là tội. Cho nên đây là những clip mà rất là hay luôn ha, hả chú Trường? Làm như gì thì thấy là đúng là lúc đó là coi như là mình phải xem chuyện cho các thôn các mẹ ở khắp non che gầm đó là tìm hiểu biết được. Chú Trường ơi, một cái cây cũng khá là to luôn nè. Có thủ mà. Dạ, cây này là giờ chú Trường nghĩ là bao nhiêu năm? Trò, nó nằm đã là mấy ngàn năm nay rồi. Mấy ngàn năm nay rồi. Từ coi như là ngôi thủy đó bây giờ thì mình không là biết bao nhiêu. To lắm mọi người ơi, cái gốc cây như thế này thì chắc chắn là cũng có chư thần chư vị ở đây để canh giữ. Mà như chú Trường cũng biết. Đường này phải không chú? Dạ dạ dạ. Ô. Ô. Gọi là thác bay nha mọi người. Đây cũng là có một dạ dạ. Quá đẹp luôn chú ơi. Ờ. Chú Trường ơi, hiện tại thì cái thác này á, tính đến nay là người ta phát hiện nó bao nhiêu lâu rồi, hay là nó có một cái điều gì mà điển về nó hay là sao chú? Một Phật thưa hết tất cả coi như là các anh em huynh đệ, các đệ tử, hàng đệ tử của Phật từ xe gần, là coi như cái thác này là nó là từ thời vô thủy cho đến ngày hôm nay nó được trường tồn, thì coi như là cái cảnh vật nó rất là sinh động. Ở cái cảnh Tây Lầu của mẹ Không Đầu coi như xã Nam Lộc này, cũng muốn gửi lên cho tất cả cho các anh em huynh đệ và các hàng Phật tử của thầy ở xa thì biết được và tìm hiểu. Những người không có điều kiện hay là chưa có điều kiện hay là như thế nào thì mình lên cái clip này là để mình tìm hiểu, để mà qua cái cảnh quyền dĩ này, quyền bí này của thời vô thủy tới bây giờ. Cảnh thiên nhiên không ai tạo ai xây được hết á. Mà thật sự ở đây là ít cái người biết đến luôn. Con đúng, thấy là chỗ này là ít ai chụp hình, không, ít người biết đến luôn. Đi thẳng là thẳng tin mẹ chứ không được. Có xuống đây ít người xuống chú đây. Chú ơi, tảng đá phía trước có quyền gì không chú? Con thấy là có lạ chứ. Đó, lạ đó. Có quyền gì chứ sao không có quyền gì? Hả? Tại chú... sao mà không có quyền gì trong đó được? Tự nhiên có một cái lớp vết chắc như vậy mà phía dưới này lại có một cái miệng như thế này. Thả ra. Giống như trên, phía trên đó con nghĩ là con mắt. Thấy con gì là con thấy miệng. Thấy cái gì không, thấy cái người gì coi như là đã quét thạch không hả? Tại sao mà coi như là họ đã an vị chỗ đó để mà họ độ trong cái thác nước này? Chú ơi, con đã nhìn ra rồi, giống như con khủng long. Thấy chưa? Đúng rồi, con khủng long. Mọi người ơi, mọi người có thấy rõ ràng ở dưới là một cái miệng, ở đây là hai con mắt nè, đó là một tảng đá, một cái đầu của con khủng long, đúng không? Không, chưa phải. Chưa phải nữa hả? Gầm kỹ lại. Nam mô Di Đà Phật. Ừ. Ông Quy. Chưa đúng. Ông Quy không đúng luôn. Ừ. À, theo mọi người là ông gì ta? Đây là một cái đầu của một vị hắc xà. Hiểu không? Cổ lớp da coi tế bào của mình đang sống ấy. Nguyên thủy, nguyên bản là coi như cổ cốt của mẹ địa mẫu đó các người ơi. Quá hay luôn, đúng rồi, nếu mà nhìn đúng rồi chú ơi. Đúng rồi chú Trường ơi. Hắc xà. Mẹ mình hóa thân ra từ đâu, các người có biết không? Quá hay luôn chú ơi. Mà kế dòng thác giống như là đang uống nước vậy. Gọi là đang độ nước, độ nước. Độ nước cho chúng sinh coi như cổ cái dân này đấy. Nguồn nước này không bao giờ khô.
gần 10.000 người cung cấp nước cho 10.000 người. 10.000 dân ở đây coi như là đều ăn sống trên cái nguồn nước này, nhưng quanh năm suốt tháng ở đâu khô, ở đây không bao giờ khô. Đặc biệt là những cái ngày tháng mưa thì sao chú? Mưa gió gì, mưa là nắng tức gì? Là nó nhiều quá nhiều luôn, không, nước nó nhiều, sao? Mưa thì quá nhiều, dạ. Mà nước coi như là khô là không bao giờ khô được. Dạ dạ con hiểu rồi. Quá đẹp luôn, nhìn ở trên này nó còn đẹp hơn chỗ mà thác đá xẻ nữa. Còn đẹp nữa. Dạ. Từ từ rồi chú Chi chỉ dẫn cho con đi quay hết tất cả toàn cảnh trong cái khu vực này, nhưng con người về đây chưa bao giờ tìm ra được. Wow, Nam Mô Di Đà Phật mọi người ơi, chú Trường giúp quan hết mình luôn. Hiện tại mọi người thấy ông tên đây là một cái tảng đá đứng và không có một cái bức tượng nào, tức là một cái pho tượng nào hết. Và trên đây là một cái mái vòm giống như lá che nắng cho một người đứng tại đây vậy đó. Thì có lẽ là đây mà một vị đang ngự tại đây. Nếu một người có căn duyên, có cơ duyên có thể thấy những người đang đứng tại đây và đang ngự tại đây nhé. Thì quan chỉ là cái người tiếp sức, gieo duyên. Và mọi người ai có căn duyên thì hãy nhìn thấy được điều đó ha. Tại vì giờ quan quay lạc quan là chính bản thân quan không thấy ai. Còn nếu ai có căn duyên thì sẽ thấy nhé. Đó, quan sẽ đi máy chậm chậm như thế này. Chú ơi, cái dòng thác này á, hiện tại thì chú thấy là nó như thế nào mà chú dẫn thằng Quang là một thằng cháu phương xa đi tới nơi đây? Tức là coi như là một thằng cháu phương Tây xe nó đến đây thì coi như là mình là người thổ địa ở đây. Mình cũng biết được coi như tất cả toàn cảnh quan ở trong cái khu núi cổ Hòn Lớn này, thì mình dẫn cho cháu nó đi tìm hiểu và coi như lấy được cái cuộn băng nào tốt nhất của những cái chỗ linh thiêng. Và những cái có nhiều cái ân điển của vô vi thì coi như dẫn cháu nó đến để cho nó làm những cái việc này, để cho tất cả các anh em huynh đệ gần xa, thiện nam tín nữ coi như là đều hiểu được là coi như cái sự linh thiêng của cái cảnh Tây Lầu của mẹ như thế nào. Nhưng mà khúc này thì nó nằm ở dưới thác bay. Dưới thác bay, đó là thường gọi là cung cô. Tại sao có bay tên là cung cô vậy chú? Cung cô là mỗi người, con người người ta đặt ra thôi. Nhưng mà trong cái cung cô này là họ không có hiểu được là cái điển cổ cái cung này là cái cung gì. Nhưng mà cái điển quan này là điển quan của mẹ, coi như cổ Quan Thế Âm. Mẹ đã coi như ngự trị ở đây, rồi mẹ đã coi như là độ cho tất cả chúng sinh ở đây đều được bình an trong cái dòng thác này. Chứ còn con người thì đi đến thì chỉ nhận được là nhận cái quan cảnh rồi phán những cái không có gì mà gọi là trúng vào cái việc của tâm linh cả. Chủ yếu là quan cảnh thôi, chứ không phải là nói về những cái huyền bí tâm linh này chưa đúng với cái nơi như hôm nay là chú dắt con đi. Chưa hiểu và chưa hợp. Cho nên là hôm nay là cháu nó làm những cái việc này thì mình thấy mình cũng là hợp duyên. Rồi coi như dẫn cháu nó đi để cho cháu nó làm được một cái việc gì tốt, để cho coi như là cho các anh em huynh đệ gần xa được hiểu được, dòm thấy và ngộ nhận. Rồi còn coi như là tiếp tục đó mà tu học để lên bước theo cái con đường coi như chân lý của thầy tổ. Dạ cảm ơn chú nhiều. Chú ơi cho con hỏi là hiện giờ cái dòng thác con thấy rất là đẹp, và hiện giờ nếu mà người bình thường chắc chắn là sẽ không đi được nơi đây. Chưa bao giờ. Dạ. Con người coi như về cái cảnh Tây Lầu này là chưa có mấy ai mà đã được bước xuống cái nơi này hết tất cả. Nhưng cả hôm nay là gặp ngộ cái duyên gặp cháu nó, cho nên dẫn cháu nó xuống đây để cháu nó coi như là quay được cái toàn cái cảnh này. Để rồi cháu nó coi như là làm những cái việc gì có ích cho chúng mình và cho loài người. Quá hay luôn chú, thật sự con hỏi đây nha. Cái cảm nhận của con đầu tiên á, tức là cái sự yên ả thanh tịnh của cái dòng thác này á, tức là nó vừa ồn ào của tiếng nước nhưng mà nó lại không có bóng dáng người. Không, tiếng hát du dương của núi rừng, của trầm bổng của dạ. Trong cái dòng thác này như một tiếng què tấu của thiên nhạc thiên. Dạ dạ. Tiếng què tấu của nhạc thiên. Nhưng mà người phải là coi như là tỉnh rồi mới nghe được cái tiếng què tấu này. Nó rất là coi như là sinh động. Đúng rồi, chú nói những cái câu nói thật sự con rất là gung minh luôn. Tức là sao ta là tức là một cái tiếng hòa tấu của thiên nhiên. Đúng giữa rồi. Núi rừng rồi thêm những cái âm thanh gọi là nhạc của nhạc thiên luôn. Một bản nhạc thiên. Dạ, nhưng mà nếu mà ai lắng tai nghe mà nằm trên tảng đá nào tự đúng nhiên rồi, sẽ nhắm ngộ. Mắt lại tỉnh ngộ lại liền. Tỉnh ngộ. Quá hay luôn mọi người ơi, nếu mà đã có cơ duyên đi về trên núi Phụng Hoàng cũng như là lên mẹ Tây Lầu thì hãy tìm đến những cái nơi này nếu mà gặp chú Trường nha. Còn nơi đây thì rất là vắng bóng người. Thật sự là nếu đúng luôn á thì chú mới dắt, chứ không phải là như không là chú dắt, đúng không chú? Quá đẹp luôn thật. Cây cỏ giống như ở đây là giống như là giữa núi rừng, nó có một dòng thác mà khó mà đi vô đây lắm, tức là phải đi qua thác bay mới đi xuống đây được. Họ về đây là mục đích họ muốn đi tìm, nhưng mà mình thấy không thích hợp.
Tức là không thích hợp là mình không có dẫn đi. Dẫn đi là phải dẫn đi người phải là đi tìm chân lý. Và coi như là đúng vào con đường của đạo Bồ Đề mình mới dẫn đi. Cảm ơn chú. Con từ miền Tây mà con về đây mà con gặp chú người miền Trung mà chú giúp con nữa, cảm động ghê luôn á. Một người mà xa lạ không biết gì nhau mà nhìn con sao mà chú giúp con nhiệt tình lắm luôn. Không biết ở đâu, trên đất nước này da màu nào, người nào không hiểu, không biết, nhưng mà đã hợp vào một cái con đường tâm linh, tìm hiểu về đạo pháp, chân lý của nhà Phật, là mình sẵn lòng coi như là đưa dẫn tất cả các anh em huynh đệ đều đi đến đây để gặp hết tất cả. Nhưng mà coi như là không hợp thì thôi, mình không có dẫn được. Phải có cơ duyên. Dạ. Quá đẹp luôn, nhìn dòng thác yên ả ha. Buổi chiều nay là hoàng hôn buông xuống, nhìn cảnh trời tuyệt tác của thiên nhiên, cộng thêm những cái quyền di mà tạo dựng nên một cái thiên nhiên mà đẹp đẽ của cái núi mình ở miền gọi là tỉnh Khánh Hòa Nha Trang này. Mọi người không biết là những cái bạn ở Khánh Hòa Nha Trang biết không chú? Không, ít có người biết lắm. Ở tại góc này, tại cái làng này cũng chưa có biết được là nhiều, không có mấy ai mà biết được những cái dòng thác này đâu. Wow. Một hai ngày chứ không ăn một miếng nào, nhưng vẫn có sức khỏe để tiếp tục cái chặng đường đó chú. Nhưng mà không biết mệt mỏi, không ăn mà không biết mệt mỏi, gánh 60-70 kg trên vai nhưng cảm thấy không có. Nhiều lúc vợ con nó cũng phiền, nó hỏi là tại sao ông làm như gì mà ông không ăn, rồi ông còn sức khỏe nào mà để ông tiếp tục cũng không làm nữa. Nhưng mình nói một câu, không sao. Dạ. Bây giờ trong cái cơ thể của mình vẫn khỏe, vẫn cường tráng, vẫn tự hào cho mình. Dạ. Thì ăn chi cho nó khổ, đúng không? Giảm ăn đi, tập cho giảm ăn. Mà ăn cái gì? Mình ăn cái như không, tự vì mình để cho mình biết được cái điều đó, mình sử dụng cái hư không này lấy cho cơ thể của mình được tốt đẹp, được khỏe, mất mới gì mình không lấy. Ăn chi của trần, ăn một bữa nợ 10 ngày. Dạ. Thấy không? Mà ăn nhiều món thì nợ nhiều năm, được sanh ra bệnh tật. Tất cả đều có những cái bài học quý giá đó với con. Những gì mà khi con đến miền Trung là lần đầu tiên con gặp một vị như chú, thì cho con phép con gọi một cái tên mà con hay nói với cộng đồng, đó chính là Cao Nhân. Một vị ẩn tu và cao nhân để chia sẻ những cái nét tâm linh huyền bí, những cái câu chuyện hay về Phật Pháp và những cái gọi là quyền diệu mà đối với bằng chân con người chưa bao giờ đặt tới những cái vùng đất linh thiêng tại cái núi ở Nha Trang mình, cũng như là mẹ Tây Lầu. Và ngày mai, tối nay hay là những cái chặng đường phía trước, con tin là con sẽ được hỗ trợ và hộ các vị ở đây giúp đỡ để con hoàn thành tốt. Tại vì mình cũng lấy từ cái tâm là mình đi làm những cái điều tốt để giúp cho cái cộng đồng biết nhiều hơn về cái văn hóa này. Cứ đi. Dạ. Đi mãi, đi chừng nào không còn đi được nữa, rồi xin thầy chấm dứt. Dạ, con cảm ơn chú. Đi đến đâu thầy theo đồ đến đâu. Dạ. Ở bên ta, không ở đâu ta, ở quanh ta, giúp đỡ ta. Con vẫn muốn đi nữa, con tiếp tục đi. Hôm nay nè, ngồi nói chuyện như vậy nè, nhưng mà chuyện, cái cách mà gọi là nhận xét, thì con có một cái sự coi như là nhận xét mặt thường rồi đó. Dạ. Là chấm được rồi. Dạ. Còn nhận thêm một cái nữa là gọi là cái quan điểm của thiên. Ngồi như vậy là thấy cảm thấy cũng thoải mái không? Thấy nó khỏe không, đúng không? Rất là thoải mái luôn, tức là một buổi chiều hoàng hôn buông xuống làm cho con rất là thoải mái. Rất là thoải mái. Mà bà con cứ gồng áp hoài. Vậy là không biết tại sao mà nó thoải mái vậy, nó kể như gì không? Có một cái nơi linh thiêng và một cái linh khí rất là sạch và thanh. Đây con ngồi đây. Ngồi chung như gì nè. Dạ. Đang nói chuyện. Thấy có một cái cảm giác gì không? Con có cảm nhận gì trong cái toàn thân không? Thì con hiện giờ con nói chú là con cứ gần gần nè, con đang nói ốc nè. Thì đó là cái cảm nhận đầu tiên con chỉ nổi ốc, nói ốc. Vì là coi như đang sợ. Chưa, mình chưa có thật sự là coi như là muốn tiếp nhận nó. Nhưng mà tiếp nhận cái điểm thiên này rất là sung sướng. À. Tại sao mà gọi là cái điểm thiên nè?
đang ngồi nói chuyện gì nè, nói về coi như là vấn đề về thầy mẹ nè, là ở trên thầy phóng điển xuống rất là sung sướng, mà càng muốn nói nhiều, mà nói nhiều chừng nào là nói hay chừng đó, càng nói đi sâu vào, càng sâu vào Phật pháp về vấn đề của tâm linh, muốn nói hoài, muốn nói hoài. Con hiểu rồi, đúng rồi, đúng đó rồi. Gọi là điển thiên à, chứ mà còn những người mà đang đi bình thường đó, mà mày ở ngáp rồi làm cái trò này trò nọ đó, không phải đâu, giả đồ, giả không có đồ thật vậy. Đồ thật là cứ tự nhiên, mọi tự nhiên mà đến. Dạ. Tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, không tưởng không cầu. Dạ dạ. Nha. Nhưng mà hôm nay làm cái gì không hiểu, nhắc đến Phật là Phật phóng điển xuống nghiệp. Dạ. Thầy sẽ phóng điển xuống nghiệp đỡ chi, để trợ giúp cái trí huệ của mình mở ra, tâm khai, coi như là khẩu xúc. Dạ. Nha. Cho nên á, mình phải biết cái sự cảm nhận, phải để ý cho đó nữa, nhưng mà phải thường xuyên ngồi một bên thiền tĩnh ngộ nhận rồi mới nhìn thấy được, chứ không phải là nói mình muốn mà được. Tức là tại sao mà chú nói với con là một ngày như vậy chú không ăn được một hộp cơm nào, hay hoặc là hai ngày ba ngày không ăn được một cơm nào, không tiếp xúc vào cái vấn đề coi như là gọi là ngũ cốc, nhưng chỉ hái một gọt lá mà lại nó đi vào rừng sâu chừng nào cảm thấy vui chừng ấy. Dạ. Càng đi sâu càng thấy sinh động, càng thấy vui, ngồi một mình cũng vui, đi nhiều người thấy cũng vui, nhưng mà vui với người còn người phàm nó khác, mà vui với cảnh thiên nhiên, cảnh coi như là của Phật tiên nó khác. Quá hay. Dạ. Cho nên nó mình phải cảm nhận được hết tất cả, đó là gọi là ngộ, giác ngộ, rồi nhận ra cho mình được đi hay không được đi, đến gần hay không. Dạ. Nói chung là hiện tại thì mọi người đang rất là yên lặng để bắt đầu cúng và trì chú đại bi giữa cái núi rừng rất là thanh tịnh, cũng như là cái không gian nhẹ nhàng của buổi chiều buông xuống. Cho nên mình nghĩ là đây cũng là một cái khoảng không gian khi mọi người hành hương lên mẹ Tây Lầu, rất là thú vị luôn. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy tổ chức những đoàn đi như thế này rất là vui, cũng như là có những nét văn hóa cực kỳ hay của người Phật tử của nước Việt Nam mình. Bây giờ bắt đầu chị chú đại bi nha. Quang đang đứng phía trên thì Quang cũng cố gắng quay được những cái khoảnh khắc đẹp như thế này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm Canh Tý 2020. Đoàn chúng con có duyên lành về đây trì tụng chú đại bi hồi hướng cho tất cả, cầu mong chư vị từ bi gia hộ. Ba tiếng. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên độ thiên nhiên như vậy đại bi thăng đại ra. Trở ra tức như là coi như là ông già đó là ông ở đó là ông cận, tức là ông là bảo vệ. Ờ, bảo vệ đó là ông như cận là ta thấy là có sợ hay là có tâm linh là hai con tâm linh. Dạ. Chỉ là sợ. Dạ. Sợ khóc luôn mà. Dạ. Để nói chú khóc luôn. Khóc luôn mà. Đó, lúc đó là ông mới dẫn lên cung, bắt đầu lấy rửa phát ra rồi lồi vô cái cung mẹ đó ngồi trình in nó luôn. Không đầu.
tại cái đầu bạn không có. Dạ. Nó không biết nó gìn nó tức ông hiện ra cho ổ điên thôi luôn có bự rước chạy. Trên ngay cung mẹ là hai ông bạch xe.